ha bác. Ủa mà Nhưng mà tới giờ uống thuốc rồi bác ơi, chút xíu mình khâu được mà bác ơi, tới giờ uống thuốc rồi mà. tránh ra đi mà. Cô để cho tôi. Dạ. Để con lấy thuốc cho mẹ uống nha. Ti hả Ti? Con tới thăm mẹ hả Ti? Cậu gạt tôi. Ti nó không có tới thăm tôi đâu. Nó giận tôi rồi. Cậu gạt tôi. Nó bỏ tôi rồi. Ti ơi. Bỏ tôi rồi, tôi nhớ nó lắm. Ơi, mày nhớ con. Dạ chào chị. Cậu tìm ai? Ủa chị là chủ căn nhà này hả? Cậu này hỏi mới là lạ. Tôi mua căn nhà này, tôi ở, dĩ nhiên tôi là chủ rồi. tôi ý tôi là chị có biết hiện giờ chủ căn nhà cũ này ở đâu không? Đó, cái câu đó mới còn tệ hơn nữa à. Tôi không có biết ai hết á.